Xin chào các bạn khán giả, mình là Sương Mai. Không biết là các bạn đã bao giờ thắc mắc là khi mà không tập luyện ở trên sân cỏ hay là không tham gia các trận thi đấu thì các cầu thủ của chúng ta sẽ có những giờ phút nghỉ ngơi và sinh hoạt như thế nào chưa? Ngày hôm nay thì hãy cùng Sương Mai và kênh 14 cùng nhà đồng hành Sony khám phá xem là những giây phút đời thường, riêng tư và tự nhiên thoải mái nhất của các cầu thủ sẽ như thế nào nhé. Hôm nay thì rất là vui khi mà được có mặt ở đây, bởi vì chắc chắn là trong thời điểm này thì rất là nhiều người mong muốn được gặp các anh, bởi vì có thể nói là một năm vừa rồi là một năm rất thành công đối với bóng đá Việt Nam, nên là chắc là mình sẽ nói một chút về bóng đá được không ạ? Không biết là một năm vừa rồi thì sau khi mà kết thúc với rất là nhiều những cái thành tích như vậy thì bây giờ từng người một đang có cảm xúc như thế nào ạ? Thì mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Nói chung là chắc cầu thủ nào cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc với cái mùa bóng năm nay. Tuy nhiên thì bây giờ trước mắt còn một giải đấu nữa nên mọi người đang rất tập trung cho giải đấu tới. Đối với mình thì cũng như tất cả các bạn đây cũng thật sự rất là vui vẻ. Vì không chỉ riêng anh em cầu thủ trong đội mà còn tất cả những người hâm mộ đều rất là kỳ vọng. Thì bọn mình cũng đã làm được thì điều đó thật sự rất là tốt đối với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì hiện tại. À, có thể thấy là từ mà mình dùng nhiều nhất là vui này, hạnh phúc này. Và chắc chắn là cái thành tích mà gần đây nhất mà chúng ta có thể nhắc tới chính là trận chung kết diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Thì chắc chắn là bây giờ khi mà nhắc đến thì những cái cảm xúc nó vẫn còn ở lại đây. Thì không biết là mọi người có thể nói một chút về cái chiến thắng đó được không? Thực ra đối với cá nhân em thì mỗi trận đấu là mỗi cảm xúc. Thì em nghĩ đó là cái thành công của cả một tập thể đã nỗ lực với nhau rất là nhiều thời gian, từ những lúc từ ngày tập trung đầu tiên cũng đi tập huấn rất là vất vả gian khổ, rồi lắng mưa anh em đều trao đổi cũng như nói chuyện với nhau để có thể hiểu nhau hơn từ cuộc sống cho đến trong những trận thi đấu. Thì những chiến thắng đó thì em nghĩ là đó là cái sự mà nỗ lực của cả một tập thể và hoàn toàn xứng đáng trong suốt một thời gian rất là dài của bọn em. Vâng, thế còn Sơn Trường thì sao ạ? Cái trận đấu ngày hôm đó, cảm xúc của ngày hôm đó thật sự rất là tuyệt vời. Rất lâu rồi đội tuyển Việt Nam chưa được chơi một trận chung kết ở khu giải đấu của khu vực Đông Nam Á, và đặc biệt là chúng ta đã giành chiến thắng và giành được cúp và cùng với huy chương vàng. Đó là một, thật sự là một đêm rất là đáng nhớ. Khi mà mình hướng đến trận đấu thì bọn em luôn cố gắng hướng đến chiến thắng. Khi mà mình đạt được kết quả thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã giành được chiến thắng để dành tặng cho tất cả người hâm mộ. Và chắc chắn là những người hâm mộ cũng rất là vui khi mà được nghe những chia sẻ này đến từ các cầu thủ. Và ở trên TV của chúng ta có một cái chức năng khá là đặc biệt, đấy là voice search. Thì không biết là bình thường thì các cầu thủ có hay sử dụng chức năng này không? Và Văn Lâm có thể giúp mình thử search lại một số hình ảnh của trận chung kết đó được không ạ? Bạn có thể... Đây chính là cái nút tiếng Nga của voice search. Và khi mình ấn vào đây xong mình có thể đọc... Trận chung kết Việt Nam Malaysia là nó sẽ ra được các kết quả. Chung kết Việt Nam Malaysia. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia 1-0. Chị này quen đấy nhỉ? Chị này chắc là bạn của mọi nhà đây, hay là chị Hugo. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là mình mặc dù là cũng rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà chị Hugo cũng đã đem đến cho chúng ta kết quả của cái trận đấu có thể nói là trong mơ, một cái thành tích rất là đáng tự hào của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong năm vừa qua. Và chắc là bởi vì mình đến thăm hơi bất ngờ nên là mọi người cũng đang chưa quen với mình lắm. Bây giờ hay là chúng ta sẽ thử chơi một cái hỏi đáp nhanh, nhỏ nhỏ, ngắn gọn thôi ạ. Trò này rất là đơn giản, đấy là mình sẽ đưa ra những câu hỏi nhanh. Chúng mình có 4 người tất cả. Sau khi mà đọc câu hỏi thì Sương Mai sẽ đếm 1, 2, 3. Thì mọi người có thể chỉ vào nhân vật mọi người nghĩ rằng đó là câu trả lời. Câu hỏi đầu tiên, ai là người đẹp trai nhất ạ? 1, 2, 3. Nghĩa là số nhiều là thắng đúng không ạ? Đúng rồi, số nhiều thì sẽ là thắng. Có thể thấy số nhiều ở đây là Lâm đang tạm giữ danh hiệu là đẹp trai nhất trong 4 cầu thủ ở đây. Ai là người hát hay nhất ạ? 1, 2, 3. Anh Lâm, em tin được anh. Trường. Anh Lâm. Hai người chỉ Trường và hai người chỉ Lâm. Ở đây thì Sương Mai thấy là có một cây guitar đúng không ạ? Không biết là cây đàn guitar này là của anh Lâm. Thế thì không biết là Lâm có thể
dành tặng cho các bạn khán giả một Lâm đánh và Trường hát. Ồ đấy, như thế là như thế là tuyệt vời nhất đấy. Một món quà đầu năm bởi vì cả hai người đều được đi đến phố đúng không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Chỉ hát chơi thôi, không hát được không ạ? À, chơi thôi, chơi thôi, nhưng mà anh cứ chơi còn người khác hát mà. Không biết là Lâm có thuộc bài hát nào anh đánh hay hát? Không, không thuộc bài hát nào của Việt Nam hết. À thế ạ. Thế thì Lâm có thể chơi rất là dở nhưng mà nhiều đấy, em chơi vừa hát. Chơi vừa hát. Chắc là Lâm sẽ chơi một đoạn nhạc của Nga. Vậy em lấy vào khen quá trời. Hotel California. Hotel California. Mời các bạn khán giả sẽ cùng lắng nghe đây, món quà đầu năm mà Văn Lâm gửi đến các bạn. Cần trống không? Thế thôi. Thế thôi. Không hát à? Không. Không biết hát, chỉ có chơi thôi. Không biết là Lâm đã học chơi đàn guitar lâu chưa? Thì cũng chơi đùa như vậy thôi, cũng không có mười mấy năm rồi. Mười mấy năm mà chơi giỏi như này à? Mới đây thôi, không mới đây, bộ thôi. Nhạc mới đây thôi. Lâm có hay nghe nhạc không? Lâm có cảm thấy thoải mái khi mà nghe nhạc? À, có hay nghe nhạc, cũng cảm thấy thoải mái. Thế nên bọn em thường nghe nhạc trước mỗi trận đấu. À, thường nghe nhạc trước mỗi trận đấu ạ. Vậy thì mỗi người có thể kể tên một bài hát mà dạo gần đây mình hay nghe được không? Em thì hay nghe nhạc của anh Tuấn Hưng. À. Bài hát thì nó rất nhiều bài hát nên là chỉ nghe ca sĩ Tuấn Hưng. Ca sĩ Tuấn Hưng ạ. Thế con Sơn Trường? Em nhạc nào cũng nghe. Nhạc nào cũng nghe. Thế con Hải thì sao? Em cũng thích nghe nhạc anh Tuấn Hưng nhưng mà thường bọn em ra sân đi đấu thì bọn em nghe nhạc của anh Trường. Anh Trường là người bật nhạc. À. Thế con Lâm thì sao? Bạn hay nghe nhạc, bạn có nghe nhạc ca sĩ Việt Nam không? Có, cũng rất là nhiều nhạc Việt Nam nghe. Và đó là? Chị Bu ấy. Chị Bu cũng có. Ngoài Chi ra thì còn ai không ạ? À, Tuấn Hưng. Ờ. À, Bích Phương. Bích Phương. Có một bé sinh gái nữa nhỉ? Một bé sinh gái. Quên mất tên rồi. Ừ, như vậy có thể thấy là các cầu thủ của Việt Nam cũng nghe nhạc khá là nhiều và cũng là một cách để giải trí đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục với những câu hỏi nhanh đi. Để một vài câu nữa thôi để chúng ta tìm ra một vài điểm nhất của mọi người. Ai là người chạy nhanh nhất ạ? 1, 2, 3. Ở đâu ạ? Ở đây, trong 4 người. Ở đâu? Chị Hải, chị ai đấy? Em. Hải, chị Hải. Hải, chị Hải đúng không? Có vẻ như là tất cả mọi người đều chỉ Hải. Thế thì ai là người trong 4 người này đưa gì xem đúng không? Trong 4 người thôi, trong 4 người thôi, mình sẽ chỉ ngay tại đây mà. Okay. Ai là người rụt rè nhất? Rụt rè thì Lâm không hiểu. Anh Lâm rụt rè. Rụt rè là gì? Rụt rè với là rụt rè. Tức là mình hơi ngại. Anh. Thế ai là người mau nước mắt nhất ạ? Có đúng là Mạnh không ạ? Bình thường thì mình thấy là mọi người hay gọi Mạnh là Mạnh gắt mà. Không, Mạnh tình cảm. Mạnh sống tình cảm, dễ xúc động. Xúc động. Đúng. Mạnh có công nhận điều này không? Không đúng. Bây giờ thì chắc là cũng sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn một chút với các cầu thủ. Thật ra thì trước khi đến đây thì bình thường thì mình cũng giống như là rất như là nhiều các cổ động viên khác thì theo dõi khá là nhiều những câu chuyện với các bạn. Ví dụ như là nhắc đến một trong những sự kiện gần đây nhất của Hải thì Sương Mai muốn nhắc tới giải thưởng mà bạn vừa mới đạt được. Đó là giải thưởng Quả Bóng Vàng Nam năm 2018. Vậy thì đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại thì Hải nghĩ như thế nào về giải thưởng này và Hải có điều gì muốn chia sẻ với nó hay không? Đối với cá nhân em thì đây là một giải thưởng rất là cao quý, nhưng mà trong một năm qua thì phải nói đến là em rất là may mắn khi được thi đấu cạnh những người đồng đội cũng như là dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên ở câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia rất là tốt, nên em đã có sự trưởng thành hơn rất là nhiều. Và để nói đến Quả Bóng Vàng thì thật sự là hầu như là tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều xứng đáng để nhận được giải thưởng này, tại vì là mọi người đều là những cầu thủ rất là tuyệt vời và xứng đáng để nhận được những giải thưởng đó. Đó là giải thưởng mà dành cho, có thể nói là dành cho cả đội đúng không ạ? Và mình nghĩ rằng là có thể là chúng ta sẽ không đủ những cái giải thưởng cá nhân để trao cho từng người, nhưng mà cả đội thì đã nhận được một cái tình yêu rất là lớn đến từ hàng triệu cổ động viên Việt Nam, và đó là một cái phần thưởng có thể nói là giá trị nhất và lớn nhất dành cho sự cố gắng của các bạn. Và với Sơn Trường thì mình được biết là bạn cũng đã có một cái khoảng thời gian mà tập luyện và thi đấu ở Hàn Quốc cách đây 2 năm đúng không ạ?
Và sau đó thì trở về Việt Nam. Vậy thì không biết là trong cái khoảng thời gian đó thì Xuân Trường đã học được những gì và nó có thay đổi gì bạn khi mà bạn trở lại Việt Nam và thi đấu hay không? Chắc chắn là cái khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian mà mình có nhiều sự thay đổi nhất. Bởi vì khi đó thì mình chỉ ở bên Hàn Quốc, chỉ có một mình là cầu thủ người Việt Nam. Và thật sự là cái sự giao tiếp và đôi khi cảm thấy có một chút đó cô đơn vì không có những người bạn thân thuộc bên cạnh nữa. Và mình phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Và những cái khoảng thời gian khó khăn đấy giúp mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Mình phải cố gắng để vượt qua, cố gắng từng ngày để tập luyện một cách chăm chỉ để tiến bộ nữa. Thì cái khoảng thời gian đó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình cũng nghĩ rằng là kể cả các fan hâm mộ riêng của Trường cũng nhận ra điều đó. Đấy là chính khoảng thời gian đấy đã giúp bạn tạo nên một Xuân Trường như bây giờ, điềm đạm, chín chắn. Và có thể nói là cũng trưởng thành hơn rất nhiều, giống như là bạn vừa mới chia sẻ. Vậy thì còn Duy Mạnh thì sao ạ? Một năm vừa rồi có thể nói cũng là một năm mà Duy Mạnh đã có những cái sự tiến bộ và khác biệt rất là nhiều so với những năm trước. Vậy thì để nhìn lại một năm vừa rồi thì bạn có hài lòng hay không? Thực sự thì đối với cá nhân em thì mỗi năm trôi qua thì khi đến cuối năm thì mình đã tổng kết lại thời gian qua mình đã làm được những gì và những gì mình chưa làm được để trong tương lai và trong những năm tới thì mình sẽ phải cải thiện những cái gì và vấn đề gì. Thì nói về cuộc sống thì cũng mỗi tuổi trôi qua thì mình cảm thấy mình trưởng thành rất là nhiều. Sau nhiều sự kiện, sau nhiều lần va vấp rồi là sinh hoạt với tất cả mọi người thì mình cũng đúc kết được rất nhiều thứ. Còn về chuyên môn thì đối với cá nhân em thì là một người luôn cầu tiến, cũng chưa bao giờ tự mãn với những gì mình có và mình sẽ luôn phải cố hơn nữa. Còn đối với năm vừa qua thì ở cấp cầu bộ cũng như đội tuyển thì bọn em là những người trực tiếp trên sân thì bọn em luôn cố gắng tập luyện, luôn thi đấu hết mình để có thể mang về những cái thành tích tốt nhất. Thì đối với cá nhân em thì tương đối hài lòng, nhưng mà trong năm tới thì bọn em cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trước mắt còn rất nhiều giải đấu quan trọng ở cấp độ đội tuyển. Có thể thấy là tinh thần của mọi người cũng đang ở một cái trạng thái rất là tốt. Và mặc dù là chúng ta đã đạt được rất là nhiều những thành tích, nhưng mà điều quan trọng đấy là chúng ta phải hướng đến những cái giải đấu tiếp và những cái thành tích kế tiếp trong tương lai, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chơi một mini game nho nhỏ giữa các cầu thủ. Bây giờ mình có 4 người thì sẽ chia ra làm 2 đội. Và trò này có tên là đoán ý đồng đội. Thì một người sẽ ngồi ở vị trí của Dương Mai, không nhìn thấy tivi có cái gì cả. Và một người sẽ ở vị trí đối diện đấy để nhìn xem tivi nó chiếu hình ảnh gì và để diễn tả cho cái người ngồi ở đây đoán được xem đó là ai, đó là món ăn gì hay đó là con vật gì. Cái người ngồi đây nhá sẽ phải đeo cái tai nghe chống ồn này của Sony. Và khi mà đeo cái tai nghe này là không nghe gì luôn. Đúng rồi, nên là người kia được nói là mình chỉ đọc khẩu hình thôi, hoặc là mình nhìn kiểu cái body language để mình đoán xem là nó là cái gì. Thật ra cái người ngồi đây không phải là anh được ấy. Sao sao? Hai người một đội mà. Hai người một đội. Hai người một đội, ok. Lâm hiểu không? Lâm có hiểu không? Chua ấy. Nhưng mà nếu mà em về đội của anh thì ok không? Ok. À, thế thì bây giờ sẽ chia theo chỗ ngồi này luôn đúng không? Quang Hải và Văn Lâm sẽ là một đội và Xuân Trường và Duy Mạnh sẽ là một đội. Ok, rồi. Thế thì bây giờ Trường và Hải sẽ ủy với nhau đi xem đội nào thi trước. Thắng được chọn. Thắng được chọn. Ngay trước này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, thế thì Hải hay Trường thi trước? Thắng được chọn. Thắng thì sao? Thắng thì sao rồi. Thế anh nhà mình bây trước. Giờ anh hiểu không? Hải với Lâm sẽ chia ra nào. Em là cũng là người. Ai sẽ là người ngồi ở đây? Em ngồi không. Anh là người. Anh ngồi ngồi. Anh thích đoán hay là anh thích diễn? Nào thích đoán hay thích không, diễn? Anh đoán đi. Anh cái gì anh cũng thua đi. Đoán cho anh em vào. Anh đoán. Anh đoán. Đoán thế thì Lâm sẽ ngồi đây. Lâm sẽ ngồi đây. Nhưng mà sao anh Lâm ngồi này sẽ vẫn nhìn thấy. À nhìn đúng. Đây như này. Rồi anh rồi đeo tai nghe vào này. Bịt mắt rồi. Rồi, Lâm có nghe gì nữa không? Dã man. Lâm đây. Dã man. Anh Lâm. Đây, tai nghe chống mồ hôi, Lâm không nghe gì nữa. Đây. Quang Hải. Anh nghe gì không? Không nghe gì hết. Rồi. Hiểu, hiểu á. Nghe nhạc thôi. Sao vẫn trả lời được? Nghe gì hơn. Nào, đây là ai nào? Đây là ai? À, đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên. Hả? Đội tuyển Việt Nam. Lá cờ. Cốt, cốt, cốt. Hả? Cốt, cốt. Ăn mừng hả? Ăn mừng, ăn mừng kiểu áo đội tuyển. Em chỉ đầu ấy. Chỉ tay ấy. Ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng. Thầy. Tên, tên. À, thầy, có phải thầy không? Đúng rồi. Thầy. Thầy, thầy Park. Hả? Ok, đúng rồi. Tiếp. Cái này cái gì? Đây là...
14. Thì anh đoán nhá. 12. 12. Anh biết cái số gì không? Khó chịu ghê, không nghe một cái gì. Nhật Bản, Nhật Bản. Cơm, cơm, cơm cuộn. Cơ. Cái số gì? Liên quan. Nó liên quan đến cái gì? Đội tuyển hay là cái gì? Đội tuyển à? Đồ ăn. Hả? Ăn. Ăn cơm. Cơm, cơm, cơm. Món, cơm. Món à? Món gì? Món Việt Nam không? Có phải món Việt không? Nói to ấy. Cho nên là bị đòi to ấy. Không được nghe cái khác à chị? Rồi em đổi là hết thời gian là chỉ là coi như là thua câu này đấy. Thua câu này là không được chơi nữa luôn rồi. Lại sang câu khác. Thằng khác đi. Thôi đi thì không có 3 câu rồi. Có thể chỉnh nhạc ở trong này được không à? Nào, nào, con gì? Lần đi đang xa đấy mà anh. Nhưng mà anh có biết tiếng Việt thì đó là cái gì không? Thôi hỏi em. Con vật. Bây giờ em phải biết là anh chỉ có nhìn em thôi và không nghe một cái gì, còn giọng của anh cần cũng nghe được. Con anh biết con. Ngựa. Ngựa. Ngựa ok. Được rồi. Bố tôi xong ngựa này. Ngựa. Đúng rồi. Rồi ok. Xong. Ngựa lấn này này. Rồi được à, 2 trên 3 điểm. Vất vả quá. Lúc nãy là cái này. Món này sushi á. Đâu. Anh em phải chỉ như thế này. Đây là kim bắp chứ. À, kim bắp. Rồi ok. Nào, bây giờ đến không. Trường. Không. Không nhiều quá. Chết tiệt rồi cái này. Đến trường. Để một người làm câu. Trường với Mạnh này. Một người gợi ý một lần, một người đoán một lần. À tức là thay đổi liên tục. Ok, được. Cho đây. Được nào. Này Mạnh. Nhưng mà anh cũng được đấy chứ. Được. Anh không hay nhá. Không ăn được kiểu đấy thôi. Anh hỏi em là anh con đấy anh có biết không? Em có biết làm sao? Em biết anh có biết không? Mừng cười quá. Chủ tịch của đội anh. Không hề không. Không hề không. Tóc ít. Thầy. Không. Của đội anh. Nói lại, nói từ nói chậm thôi. Ít tóc. Rồi. Nghe thấy. Nói từ từ thôi, nói khẩu hình. Đọc khẩu hình. Bầu Đức. Bầu Đức. Thế thì càng khó. Tóc ít, nhưng mà lại màu trắng à? Không. Có 3 cái, có 2 cái. Đúng, thế thì. Chủ. Tịch. À, đi tóc. Đội nào? Đội anh. À, Ba Đức. Dâu ấy. Dâu ở đây. Ờ, con vật. Con vật. Đúng rồi. Con mèo. Mèo. À, con mèo. Bật loa to hơn. Mấy hỏi loa như đúng nhạc mà nó kiểu hơi nhỏ sao ấy. Được. Ăn. Món ăn. Việt Nam. Thịt cao. Thịt cao. Nước vị thích. Từ. Món ăn Việt Nam. Món ăn. Món ăn Việt Nam gì đó? Nhìn nhá, đây là góp này lên chấm này. Nhưng mà mùi kinh lắm. Bún đậu mắm tôm. Nice. Cái em có kể đến cũng dễ cơ. Dễ quá. Được chưa, hết chưa? Thôi, không sao, công bằng rồi mà. Công bằng rồi em thua. Như thế là... Là đội của Xuân Trường và Duy Mạnh đã giành chiến thắng. Bảo rồi, anh có anh nhớ rồi đúng không? Gỡ được không? Gỡ đâu để hải đoán, phải chưa đoán mà. Thôi để lần sau lại gỡ tiếp anh.
Các bạn nghĩ như thế nào về kết quả của mini game vừa rồi? Có tâm phục khẩu phục không? Lâm với Hải. Tâm phục khẩu phục có nghĩa là mình chấp nhận với cái kết quả đấy, có nghĩa là mặc dù là mình là người thua nhưng mà mình tôn trọng đội thắng, mình công nhận là đội thắng chiến thắng là bởi vì họ có khả năng. Accept. Vâng. Anh chấp nhận đơn giản nhá. Vẫn muốn gỡ thôi. Vẫn mong rằng là mình vẫn sẽ có cơ hội để gỡ lại với nhau, có thể là trong trò này hoặc là trong những trò khác. Sở dĩ chơi trò này là bởi vì Sương Mai nghĩ rằng là chắc là cái việc mà mình hiểu ý nhau ấy ở trên sân cỏ và cả ở ngoài đời nữa, nó là một cái việc rất là quan trọng để chúng ta có thể phối hợp với nhau ăn ý nhất và tạo nên những cái bàn thắng đẹp mắt nhất. Và bây giờ thì quay trở lại với buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang ở trong những ngày có thể nói là thời điểm rất là đẹp trong năm, đó là cuối năm này và đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Một năm thì đã trôi qua rồi và chúng ta cũng sắp đón một cái Tết Nguyên Đán. Thì không biết là ở thời điểm này thì chắc chắn là các bạn cũng có những cái cảm xúc nó rất là đặc biệt, bởi vì Tết thì nó là khoảng thời gian mà chúng ta thường là sẽ dành cho gia đình này, là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu là nhìn lại một năm vừa qua, làm được những gì, chưa làm được những gì. Chúng ta cũng bắt đầu lên kế hoạch cho một năm mới. Vậy thì bây giờ cũng rất là muốn được trò chuyện với các bạn về Tết của các bạn trong những năm vừa rồi chẳng hạn. Ví dụ như là với Duy Mạnh chẳng hạn, không biết là khi mà bây giờ bạn đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng rồi thì Tết của bạn bây giờ nó có gì khác so với Tết của bạn trước đây hay không? Thực ra đối với cá nhân em thì thực sự ngày Tết là một ngày Tết truyền thống của con người Việt Nam mình. Thì đối với bọn em là cầu thủ thì có những năm bọn em phải đi thi đấu rất là xa nhà mà lại không được ăn Tết cùng gia đình, thì những khoảng thời gian đó mà mình vì công việc nên mình cũng phải hy sinh. Còn đối với em thì Tết hôm nay nếu được quây quần bên gia đình, người thân thì đó thực sự là một ngày Tết ý nghĩa. Vì ngày Tết ở Việt Nam là ngày Tết sum vầy, rất mong là bên gia đình được ăn những món ăn truyền thống của Việt Nam mình, cũng như là được nói chuyện, rồi được chia sẻ mọi điều trong cuộc sống đối với gia đình thì đó là điều tuyệt vời. Đối với cá nhân, nói về trước là một cậu bé hay là đến thời điểm bây giờ là một cầu thủ thì nó cũng hoàn toàn không có gì khác, nó chỉ có thời gian trôi đi và con người vẫn như thế. Chỉ có thời gian trôi đi và con người vẫn như thế đúng không ạ? Còn sân trường thì sao ạ? Dương Mai rất là muốn được biết là không biết là ở quê hương của bạn thì có một cái tục lệ hay là có những cái cách đón Tết nào hay là có một cái nét văn hóa nào đó đặc biệt mà sân trường rất là muốn chia sẻ với các bạn khán giả, và đôi khi mà xa quê hương vào dịp Tết thì bạn sẽ rất nhớ điều đó. Thật sự thì ở quê hương của mình thì cũng chắc là Tết ở Việt Nam thì đa số, đặc biệt là khu vực miền Bắc thì đa số ở đâu cũng đón Tết giống nhau, và mình rất thích cái cảm giác mà được trở về với gia đình, trở về nhà những ngày gần Tết cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua đào, mua quất rồi gói bánh chưng và nấu bánh chưng của mọi người. Bản thân mình thì mình chỉ muốn Tết được có thời gian bên cạnh cùng với những người thân yêu nhất, được sum vầy cùng với gia đình, đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Và mình đã phải ăn Tết xa nhà một lần, đó là cái thời gian mình ở Hàn Quốc, thì thật sự là đấy là một cái Tết đầu tiên mình phải xa nhà và cảm thấy rất là buồn, và từ nay về sau mình sẽ cố gắng không ăn Tết xa nhà nữa. Bởi vì chắc chắn là ở cái thời điểm đấy, khi mà nhìn những hình ảnh mọi người đang sum vầy bên gia đình thì mình cũng sẽ có đôi chút chạnh lòng đúng không ạ? Hồi lòng. Thế nhưng mà có bao giờ Trường nghĩ rằng là nó là một cái sự hy sinh của mình cho sự nghiệp không? Và nếu như mà làm lại thì bạn có lựa chọn như thế nữa không? Nếu mà để đánh đổi cái sự cái việc phải ăn Tết xa nhà để cho sự nghiệp của mình thì đó là việc mà mình chắc chắn mình phải làm, mình cần phải làm, vì mình đã chọn bóng đá là đam mê, là sự nghiệp của mình thì mình sẽ không hối hận. Cũng muốn hỏi thêm các bạn như vậy là bởi vì có thể là nhiều cổ động viên theo dõi các bạn rất là nhiều, nhưng mà đôi khi họ sẽ lại chỉ nhìn thấy một Duy Mạnh, một Xuân Trường, một Quang Hải hay là một Văn Lâm rất là hùng dũng và mạnh mẽ ở trên sân cỏ thôi. Chứ nhiều khi chúng ta sẽ chưa thể nào mà biết được hết là đằng sau đó là chúng ta sẽ phải đánh đổi những gì này, hay là chúng ta sẽ có những cái giây phút mà đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn hay là chạnh lòng như thế nào. Vậy thì với Quang Hải thì sao? Nếu như mà vào dịp Tết thì đâu là việc mà Quang Hải sẽ thích làm nhất? Em nghĩ là em cũng về đón một cái Tết xa nhà ở năm 2016 khi mà cùng câu lạc bộ thi đấu ở bên Hàn Quốc. Và năm đấy là một năm mà bọn em phải đón giao thừa cùng nhau khi mà cả đội phải thức đêm, khi chênh lệch múi giờ là 2 tiếng, bọn em phải
phải phải đón giao thừa cùng nhau bên đấy. Đấy là một thực sự là rất là buồn và rất là cảm thấy rất muốn muốn về với gia đình. Nhưng mà để nhìn lại thì bọn em nghĩ là mình phải chấp nhận và phải hy sinh khi mà giải đấu đã bắt đầu. Và em nghĩ là khi mà trở về bên gia đình thì điều mà em muốn nhất là em rất có ít thời gian để dành cho gia đình, nên chỉ muốn là về bên gia đình và được giúp đỡ bố mẹ mọi thứ việc nhà. Có thể là những cái việc rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nó lại là cái sự gắn kết rất là lớn của chúng ta đối với những người thân trong gia đình. Thực ra thì Sương Mai thấy là có thể là khi mà mình trưởng thành, nó sẽ có một cái đấy là đôi khi những cái việc mà chúng ta không thích làm lắm khi mà chúng ta còn nhỏ thì bây giờ chúng ta lại cảm thấy là rất mong muốn có cơ hội được làm. Ví dụ như là được giúp đỡ bố mẹ hay là được quây quần với gia đình vào dịp Tết. Vậy thì với Văn Lâm thì sao? Chắc chắn là bạn cũng có một chút đặc biệt hơn so với những cầu thủ khác. Thì không biết là Văn Lâm đã bao giờ đón Tết ở Việt Nam chưa? Và cái Tết ở Việt Nam đối với bạn nó có gì đặc biệt? Lâm thì 10 năm gần đây thì ăn Tết toàn là xa nhà. Tại vì cả nhà gia đình bố mẹ của Lâm là ở bên Nga. Và gia đình của Lâm thì ăn cả hai Tết, cả dương lịch và âm lịch. Thì vào những cái thời điểm đấy thì Lâm là đều ở Việt Nam hết. Và những năm gần đây thì Tết Việt Nam Lâm cũng đón ở Việt Nam cùng với nhà cô chú. Và ấn tượng nhất đối với Lâm ở những ngày Tết đó là tất cả gia đình cùng nhau ăn cơm rồi gặp nhau. Và cái ấn tượng nhất là những cái món đặc biệt đối với Lâm là cái bánh chưng. Lâm thật sự rất là thích bánh chưng, mặc dù nó ăn cái bánh chưng nó rất là béo, nhưng mà vào Tết thì Lâm ăn thật sự thật là nhiều, bất chấp tất cả và cả tuần thật sự luôn. Dưa ăn hành sáng ấy. Ăn trưa và ăn tối dưa hành không? Toàn là ăn bánh chưng luộc với anh chưng rán. Dưa hành không? Dưa hành có cùng với dưa hành luôn. Anh biết dưa hành. Ăn đã tính sao? Với cái một cái ấn tượng nhất là cái lì xì. Lâm rất thích đi sang các nhà cô chú và được lì xì. Đến thời điểm này Lâm vẫn được nhận lì xì ạ? Và được nhận rất là nhiều lì xì. Anh có lì xì ai không? Nhưng mà năm nay thì đội vô địch rồi. Và Lâm nghĩ là Lâm phải lì xì. Mình không có điều kiện để sang các nhà cô chú. Không có điều kiện nào. Vô địch cả, không có điều kiện để sang nhà các chú cô chú ngay. Có nghĩa là năm nay thì Lâm sẽ định là Lâm sẽ lì xì cho người thân cũng như là trẻ con trong nhà đúng không ạ? Lâm có biết ý nghĩa của phong bao lì xì không ạ? Thì là lucky money, là tiền may mắn. Và mong rằng là chúng ta cũng sẽ đem thật là nhiều những may mắn đến với người thân, với người những người mà mình quan tâm qua phong bao lì xì của mình đúng không? Vậy là có thể thấy là mỗi cầu thủ thì đều có những cái ký ức và những cái điểm đặc biệt riêng về Tết. Vậy thì bây giờ nói lại một chút về năm vừa qua, gọi là vừa gói gọn lại năm 2018, vừa đặt ra những cái kế hoạch dự định cho 2019. Thì câu hỏi này xin được dành cho cả bốn. Đó là 2018 thì bạn cảm thấy hài lòng nhất và chưa hài lòng nhất về điều gì? Và bạn muốn 2019 của mình sẽ như thế nào? Chắc là sẽ mời Văn Lâm chia sẻ trước. Anh hiểu. Thì chắc chắn là được thi đấu cùng với đội tuyển quốc gia và nhận chức vô địch. Còn những cái gì mà chưa làm được thì nó cũng rất là nhiều những thứ mà Lâm chưa làm được. Và cũng muốn được hướng tới ở trong 2019 sẽ làm được những cái gì mà mình không làm được. Trong chuyện chuyên môn và ở trong và ngoài sân khấu, nói tiếng Việt giỏi hơn để mà có thể tiếp xúc được với mọi người cũng như một người Việt luôn. Ok, đó là về Văn Lâm. Thế còn Quang Hải thì sao? Em thấy là một năm qua thì điều mà em hài lòng là mình cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều qua từng giải đấu. Và em hứa đến năm 2019 thì mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể cống hiến nhiều hơn cho câu lạc bộ như đội tuyển quốc gia. Có một cái dự định nào cá nhân của Hải trong năm nay bên cạnh bóng đá không? Em nghĩ là em chỉ đang muốn tập trung vào chuyên môn của mình nhiều hơn. Thế còn Sơn Trường ạ? Điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất có lẽ là trong những giải đấu của U23 cũng như của đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam thì mình đều được
góp mặt ở trong đó là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Và điều mình cảm thấy chê lòng là trong năm nay có những thời điểm mà phong độ mình chưa được ổn định cho lắm, và ở trong năm 2019 thì mình sẽ cố gắng để hoàn thiện cái điều này để đạt đến phong độ tốt hơn. Thật sự thì ba anh em ở đây thì mỗi người đều chia sẻ một tí rồi. Thì đối với cá nhân em thì cũng có những rất là nhiều điểm mà mình hài lòng, cũng có những điểm mình chưa hài lòng. Thì với cá nhân em thì chỉ có một suy nghĩ là mình chỉ luôn mong mình có một sức khỏe thật tốt để những làm những cái công việc mà mình mong muốn, đó là những cái gì mà mình chưa làm được thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện, còn những cái gì mà mình làm được rồi thì mình phải làm tốt nữa. Và rất là mong muốn sang năm mới thì cá nhân em cũng như là tất cả đồng đội ở đây đều có sức khỏe thật tốt, cũng như là luôn luôn được sát cánh cùng nhau để có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tất cả người hâm mộ trong năm tới. Chắc chắn đấy cũng là điều mà rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ mong muốn nhận được, đấy là các cầu thủ của chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh và sẽ có thật nhiều cơ hội để sát cánh cùng nhau tạo nên những cái kỳ tích cũng như là cái niềm vui dành cho cổ động viên Việt Nam giống như là năm qua chúng ta đã làm được, và thậm chí là có thể hơn thế nữa. Và bây giờ ở trong một cái thời điểm khá là đặc biệt như thế này, khi mà Tết sắp đến gần rồi, vậy thì bây giờ không biết là bốn bạn có những cái lời chúc nào để gửi tới các bạn khán giả đang theo dõi chương trình hay không? Lời chúc dành cho năm mới này có thể là chúc theo một cái phong cách riêng của mình. Mình nghĩ rằng là chắc là các bạn khán giả cũng sẽ rất là muốn được nghe Văn Lâm chúc bằng tiếng Nga chẳng hạn. Sau đấy thì Lâm có thể dịch lại cho tiếng Việt đương nhiên là như thế để cho các bạn khán giả có thể hiểu được rõ hơn. Bây giờ thì Văn Lâm trước được không ạ? Nói tiếng Nga trước á? Bạn có thể nói tiếng Nga trước. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Thế rồi. Желаю счастья, здоровья и чтобы все мечты ваши сбылись в новом году. Я бы ответил, что đúng không nhá. Chúc năm mới tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Chính xác. Bravo. Thật luôn, thật luôn. Vừa rồi là mạnh đoán hay là mạnh hiểu tiếng Nga? Em đoán mà. Đoán thôi. Thế thì chứng tỏ là Lâm chúc hơi dễ đoán đúng không? Hơi đơn giản quá nên là để mà có thể nói được tiếng Việt nữa. Hay là Lâm có thể chúc thêm một ý nào nữa mà nó đặc biệt hơn được không? Tiếng Việt cho anh Mạnh dịch thành tiếng Nga. Lần này là Mạnh dịch lại thành tiếng Nga. Chúc mọi người trong năm mới được những cái gì mà mình mong muốn và hạnh phúc. Vậy thôi. Ok, cảm ơn Văn Lâm rất là nhiều. Thế còn Quang Hải thì sao? Bước sang năm mới 2019 thì em xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Sẽ luôn giành thật nhiều chiến thắng trên mọi lĩnh vực như đội tuyển Việt Nam. Lúc nào cũng như đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Thế còn Sơn Trường thì sao ạ? Năm mới mình chỉ muốn chúc tất cả mọi người, cái quan trọng nhất là sức khỏe, có sức khỏe để làm được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Và kèm theo đó là sự may mắn và cái sự hạnh phúc khi quây quần bên nhau cùng với những người thân của mình, có một năm mới bình an. Cảm ơn Trường. Thế còn Duy Mạnh thì sao? Nhân dịp năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người có rất nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý trong năm mới. Lời chúc rất là chuẩn chỉ, chuẩn mực đúng không ạ? Như vậy có thể thấy là chắc chắn là trong năm mới thì mọi người sẽ dành cho nhau rất là nhiều những cái lời tốt đẹp, dành cho nhau những cái lời chúc về sự hạnh phúc này, sự bình an này, may mắn rồi đạt được những cái điều mà mình mong muốn trong năm mới. Và chắc chắn đó cũng là những điều mà các vị khán giả có thể là không trực tiếp lên tiếng được trong chương trình, nhưng mà Sương Mai sẽ thay mặt cho các bạn khán giả gửi tới tất cả các cầu thủ của chúng ta, cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam, cũng như là các thành viên trong ban huấn luyện, để là chúng ta sẽ có một năm mới thật là thành công, chúng ta sẽ có một năm mới thật là khỏe mạnh, chúng ta sẽ có một năm mới mà thật là đoàn kết và sẵn sàng sát cánh với nhau để tạo nên nhiều kỳ tích hơn nữa. Và phải nói rằng là quả thực là năm vừa rồi là một năm mà các bạn đã đem đến một cái niềm vui mà thực sự bùng nổ ở Việt Nam, bởi vì khi mà nhắc đến năm vừa rồi thì mọi người có thể nói là chưa năm nào mà chúng ta được đi bão nhiều như vậy, chúng ta được hòa trong một cái niềm vui chung như vậy, và điều đó rất là tuyệt vời. Và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục có những cái niềm vui lớn như thế nữa. Và ngày hôm nay khi mà đến đây thì Sương Mai và nhà đồng hành Sunny cũng đem đến cho các cầu thủ những phong bao lì xì để đem tới thật là nhiều may mắn cho năm tới này. Mong rằng là năm nay thì sẽ tiếp tục là một năm
rất thành công của các bạn, và các bạn sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn và đề ra, giống như là lúc nãy chúng ta đã chia sẻ với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi lời chào tạm biệt đến các bạn khán giả và nhắn gửi đến các bạn thông điệp của Sunny. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình, và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho các chàng trai của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tết Kỷ Hợi vàng sung túc cùng Sunny. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.